cứ mỗi tuần, bà Trịnh Lệ Dung cùng các cư dân đang sinh sống tại phường 3, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh sẽ được nhân viên trạm y tế phường phối hợp cùng các đơn vị liên quan đến tuyên truyền phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Hoạt động này giúp người dân hiểu rõ hơn về mối nguy hiểm của bệnh và các phòng ngừa muỗi trong mùa mưa. Các cô xuống đây để mà tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết rất là tốt và giúp tôi hiểu rõ hơn về phòng chống sốt xuất huyết. Mùa mưa thì phường cũng đã chủ động là chỉ đạo cán bộ công chức rồi các ngành có liên quan, các ngành mặt trận, các đoàn thể phối hợp để mà tuyên truyền vận động người dân ý thức trong cái việc mà phòng chống dịch. Quận 8 là khu vực có số ca mắc sốt xuất huyết cao hàng năm. Chính vì vậy, công tác tuyên truyền, giám sát luôn được địa phương chủ động thực hiện. Như tại phường 3, có gần 8.500 hộ dân, ngành chức năng đã xây dựng group Zalo để thường xuyên cập nhật thông tin cho người dân, từ đó giúp giảm thiểu số ca mắc đáng kể. Quận 8 hồi xưa là đứng vào hàng nhất và gây ra nhiều cái sốt xuất huyết, nhưng 3 đến 5 năm nay đứng hàng 8 chứ không phải hàng nhất. Năm nay là năm chủ động hơn so với mọi năm. Chúng tôi sẽ đi tới từng khu phố, họp người dân và chúng tôi khảo sát về cái kiến thức. Ngoài sự vào cuộc quyết liệt của các ban ngành, địa phương, thì cũng rất cần ý thức của mỗi gia đình, mỗi người dân trong việc loại trừ các ổ sinh sản của muỗi, áp dụng các biện pháp phòng chống muỗi đốt để góp phần giảm thiểu thấp nhất số ca mắc bệnh.